Ngày 30 tháng 1 năm 2018, tức là 14 tháng Chạp, đào mini bắt đầu được đưa về các con phố ở Hà Nội. Số lượng ít nhưng nhu cầu lại cao nên giá đắt ngang với những cành đào có kích thước lớn. Tại chợ Mơ, chợ 8 tháng 3, chợ Bách Khoa, chợ Kim Liên, chợ Vĩnh Hồ, một cành đào cao khoảng 1 mét có giá từ 100.000 đến 200.000 đồng. Trong khi cành đào mini cao từ 50cm trở xuống cũng đã có giá từ 50 đến 100.000 đồng. Thay vì mua hoa cúc, hoa hồng, những năm gần đây, nhiều người dân Hà Nội lại có thói quen mua đào mini về chưng trên bàn thờ vào ngày rằm tháng Chạp. Vì vậy, trong những ngày này, muốn mua được cành đào đẹp, các bà nội trợ phải đi chợ thật sớm. Hoa đào thì chỉ có những lúc sát Tết mới có thôi. Và chúng tôi thì thường đi chọn những cái cành đào, cành nhỏ xíu như này thì có thể là cắm trên bàn thờ. Và có thể từ rằm này có thể để được đến ông công ông táo. Sau đấy nếu mà vẫn còn đẹp thì chúng tôi để tiếp, sát Tết, lại mua một cành khác để thay ở trên bàn thờ. Thế còn có những cái cành đào to hơn thì có thể để ở phòng khách để tiếp khách. Những người bán đào cho biết, đào mini có hai loại, đào bích và đào phai, được lấy từ các vườn đào ở La Cả, Dương Nội, Ngọc Trụ. Nhưng đẹp nhất vẫn là đào từ các vườn Phú Thượng, Nhật Tân thuộc quận Tây Hồ, bởi nụ to, hoa thắm, dày cánh, lâu tàn. Loại đào này phù hợp với những gia đình có diện tích nhỏ, đặc biệt hợp khi cắm trên bàn thờ. Một cành đào đẹp chỉ cao khoảng 50cm, tán tròn, đầy đủ hoa, nụ, lọc lá. Khi mua về cắm, không phải đốt gốc, chỉ cần cắm vào bình có thể đẹp cả tuần. Thú chơi cành đào mini còn lan sang những người làm việc ở văn phòng. Do bán chạy trong khi thời tiết miền Bắc những ngày rét hại, nên theo những người bán đào, từ nay đến Tết Mậu Tuất, giá đào mini có thể sẽ tăng gấp đôi giá hiện tại. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.